Mời các bạn trở lại với bài học của tôi. Và bài học hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một bài học về khóa nhạc. Vậy năm dòng kẻ chúng ta hay thấy có những cái dấu như thế này, giống như chữ bờ đấy, hoặc là giống như cái dấu thang, dấu khác trên bàn phím điện thoại của chúng ta. Vậy đó là cái gì? Đây chính là khóa nhạc. Chúng ta còn gọi nó là dấu khóa. Bộ khóa của nó chứa bao nhiêu cái dấu thăng, dấu giảm thì giá trị trường độ, giá trị cao độ nó sẽ thay đổi theo ở trong đó. Ví dụ như là hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dấu thăng, đó là dấu pha thăng. Nhiều bạn hỏi tại sao mà không xuất phát bằng từ cái dấu khác mà tại sao lại xuất phát từ cái pha thăng. Ở đây là do quy định của các bậc tiền bối. Các bậc tiền bối quy định là pha thăng sẽ nằm ở đầu tiên. Vậy chúng ta có dấu pha thăng ở đây. Nó xác định giọng, về giọng của nó thì sẽ là son trường hoặc là mi thứ. Cái này không phải nói là hiểu ngay. Pha thăng, tất cả nốt nhạc trong này sẽ thăng lên. Thí dụ như một ca khúc mà viết là mi thứ thì ví dụ như là mi pha rê son fa mi, ví dụ vậy. Thì khi chúng ta đánh một nốt nhạc nào mà liên quan đến cái pha này sẽ phải thăng lên. Bây giờ tôi đánh cho các bạn nghe. Ví dụ mì. Chứ chúng ta đánh như thế này là không đúng. Nó không phải là pha thăng nữa. Điều xác định quan trọng khi các bạn hiểu cái bộ khóa này là các bạn sẽ đánh được tất cả các ca khúc. Và chúng ta chú ý luyện ngón đến cái phần này sẽ là tăng lên đó. Còn khi mà chúng ta gặp một dấu khác, ví dụ như dấu suy giảm, hoặc tôi sẽ nói bài sau, thì chúng ta có cái đó gọi là giảm xuống. Vậy các bạn để ý một cái ca khúc mà soạn ra có dấu pha thăng như thế này, các bạn sẽ phải đánh thăng lên hết. Ok, rất đơn giản như vậy thôi. Nó không có gì quá khó với chúng ta, nhưng các bạn sẽ phải học từng ngày. Không phải một phát mà chúng ta học hết được tất cả và chúng ta hiểu hết được. Rồi khi sắc ngón nó cũng cần có những cái bài hàn ông luyện ngón ở sau lưng nó, thì họ sẽ cho các bạn biết cái cách sắp ngón. Vậy hôm nay chúng ta nhớ mình dấu pha thăng nó là sẽ có tất cả các cái nốt dấu pha trong này, nốt pha trong này nó sẽ bị tăng lên nửa cung. Ok, và chúng ta nhớ một điều rằng khi chúng ta đánh ở cái bộ khóa này thì sẽ dùng là nốt đen, thường là vậy. Các bạn nhớ như vậy nhé. Vậy bộ khóa, bộ dấu khóa tức là bộ khóa nó ảnh hưởng trực tiếp đến các cái bài phối và các khúc. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã quan tâm video này.